Nhìn cái này phải chở liên tục, nó cháy. Rồi, mến chào tất cả quý các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Gia Đình Kiên ha. Tiếp tục chia sẻ gửi đến quý các bạn những cái món ngon ẩm thực của người Hoa ở Sài Gòn. Trong cái chuyên mục khám phá món Hoa ngày hôm nay thì Kiên cũng đi một vòng cái khu vực quận 5, quận 11. Thì lâu lắm rồi cũng cứ ăn hủ tiếu mì rồi các cái món chiên xào. Hôm nay ở đây thì mình thấy một cái xe bánh tiêu, bánh bò, bánh quẩy của người Hoa. Nói chung là thấy xe này làm nhìn rất là hấp dẫn, nên là Kiên muốn chia sẻ đến các bạn cái xe bánh tiêu, bánh bò, bánh quẩy ở đây nhé. Rồi mời quý vị các bạn hãy cùng đi trải nghiệm với Kiên xem là cái món ăn rất là đối bình dân quen thuộc ở trên đường phố Sài Gòn của người Hoa nó như thế nào ha. Ở đây thì ngoài bánh tiêu, bánh bò, bánh quẩy còn có các loại bánh khác các bạn, bánh trứng rồi một số loại bánh nữa. Rồi hiện tại thì Kiên đang đứng ở ngay góc ngã tư đường Trần Quý và Hà Tuân Quyền các bạn nhé. Có một cái xe bánh tiêu, bánh quẩy ở ngay cái đó, chỗ cái cây đó. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sang bên đó ha. Trước khi khám phá cái món ăn đường phố ngày hôm nay thì quý vị các bạn đừng quên hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, ủng hộ cho Kiên cũng như là mỗi lần ra video mới nha. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Đây các bạn, đây là xe bánh tiêu, bánh bò, bánh quẩy, rồi các loại bánh bao. Đó, nằm ngay góc ngã tư Hà Tuân Quyền và đường Trần Quý các bạn nhé. Đây anh đang làm cái món gì đây này. Em chào anh. Anh đang làm bánh gì đây anh? Bánh bao nhưng cà ré. À, bánh bao cà ré hả? Dạ. Ở đây là có bánh bao cà ré luôn các bạn ạ. Đúng rồi. Ở đây mình có những loại bánh gì vậy nhỉ? Có bánh tiêu, bánh bao cà ré, bánh bao củ sáng thịt heo trứng cút. Dạ. Với bánh tiêu sầu riêng. À. Bánh tiêu muối gia vị, ngũ vị hương. Bánh trứng, bánh dừa, à, bò cho chó quẩy với cơm ngò. À, nhiều quá, nhiều món quá. Nhà mình làm bánh ở đây được bao nhiêu lâu rồi anh? Trên ba mấy năm rồi. Trên ba mấy năm rồi. Anh tên gì nhỉ? Em tên Vĩ. Vĩ. Vĩ, Vĩ. Vĩ, Vĩ, anh Vĩ. Là mình là người Hoa người, luôn người nhá. Hoa. À, người gốc Hoa luôn. Ở đây mình bán từ mấy giờ anh Vĩ nhỉ? Từ 2 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi. À, 2 giờ giữa chiều, 9 giờ rưỡi. Đúng rồi. Một tháng có nghỉ ngày nào không anh? Không, không. Ngày nào cũng bán hết. Ngày nào cũng bán hết. Dạ đúng rồi. Ừ. Ở đây mình có nhận làm cho các cái gọi là đơn vị khác, ví dụ như là quẩy, có giao các cái quán không anh? Không, em đây là bán lẻ chỗ là bán lẻ thôi. À, bán lẻ thôi. Tại ở đây làm không kịp. Dạ. Khách mua nhiều khi đông làm nấu kịp, à, giao. Dạ. Cái giá bán ở đây như thế nào anh Vĩ ha? Bánh tiêu, cháo quẩy với bánh bò thì 7.000. À. Còn bánh bao chiên á với bánh tiêu sầu riêng là 10.000. Dạ. Bánh trứng, bánh dừa là 13.000. À. Còn bánh tiêu muối là 16. Dạ. Bánh cơm là 30 với 45. À. Bịch 30 là 4 miếng, 45 là 6 miếng. Dạ. Bánh bò là nhà mình cũng làm luôn hả? Bánh bò thì mình ở nhà làm xong thì mới ra đây. À. Còn bánh chiên là mình ở đây làm tại chỗ. Dạ. Trứng bánh dừa cũng vậy, ở nhà nướng xong mới ra. Dạ. Làm ba mấy năm rồi. Đúng rồi. Ừ. Từ hồi mẹ em tới giờ. Từ hồi mẹ anh ấy giờ. Bây giờ là hai đời đó. À. Ừ. À, cũng cái góc này luôn này. Ngay góc này luôn. À, tính chính xác là ba đời rồi. À. Từ đời ông nội. Dạ. À, ông nội xưa không có bán. Ừ. Nghỉ lâu rồi. Dạ. Ở đây là từ hồi mấy em tới giờ. Cái xe nhà mình là khá là nổi tiếng rồi ha. Dạ. Rồi đây cũng nhờ khách quen với dạ, bà con hàng xóm ủng hộ nhiều. À. Nên cũng bán lâu đời tới giờ. Dạ. Cái bánh mà cái ở trên cái giống kiểu cái ly đó là bánh gì hả? Cái đó là bánh trứng. Bánh trứng đúng không? Đúng rồi. À. Còn bánh hụt gà. Trứng gà, hụt gà đó. Còn cái này bánh dừa. À. Cái bên là bánh dừa. Dạ. Chỗ này là bánh tiêu sầu riêng. Dạ. Cái bánh bao này là có mè là củ sắn, thịt củ heo, sắn, trứng cút. À. Còn cái không có mè bên đây nè là cà vé nè, hột gà, bơ sữa,
Cái em mới vừa làm xong này. Cà ré đấy. Đó. Bánh làm tại chỗ, chiên tại chỗ. Nói chung là bánh nóng hết ha. Bánh nóng. Làm tại chỗ hết. Bây giờ chúng ta sẽ xem anh Vĩ làm bánh nha các bạn nhé. Anh làm tại chỗ luôn. Làm cái này nhìn vậy thôi mà khó làm lắm. Em cũng thử làm mấy lần rồi mà làm toàn không ra được. Này đâu có dễ làm. Nhìn thì dễ nhưng mà nhìn thực tế làm không dễ thế nào các bạn ạ. Làm được cũng phải nửa năm. Nửa năm mình mới thành thạo được nghề ha. Đúng làm thợ chính cũng phải 2-3 năm. À thợ chính phải 2-3 năm. Lên tay nghề phải 2-3 năm. Thế anh có nhận dạy nghề không? Không. Không hả? Cái này là nghề gia truyền thì không có nhận dạy đúng không? Đúng rồi. Ở đây là mình quán thì mình là bánh nào là khách mua nhiều nhất anh? Khách mua nhiều nhất thì ở đây là bánh tiêu sầu riêng. À tiêu sầu riêng. Bánh trứng, bánh dừa với bánh bao. À bánh bao chiên. Bánh chiên nhân thịt. Dạ. Với bánh bao bánh tiêu của vị Hương. Tiêu của vị Hương. À ngũ vị Hương là sao anh? Khi có gia vị ngũ vị Hương ở Vọng á. À. Này, bánh tiêu này là truyền thống của người Hoa xưa. À hay quá ha. Bánh tiêu ngũ vị Hương. Cái này là bánh tiêu gốc của người Hoa xưa. À, bánh tiêu của người Hoa. Nó khác là có cái ngũ vị hương ở trong, nó gia vị ở trong đó. Cái này là cái gia vị của nó. Dạ. Lát nữa em phải ăn thử nhau. Đó, bây giờ bắt đầu có khách mua hả? Ăn, biết ăn thì nó thơm giống như cái mùi heo quay vậy á. À, giống mùi heo quay. Dạ. Còn không biết ăn thì nó không biết ăn nó mùi nồng mùi quế. À, mùi này thơm mùi quế hả anh? Đúng rồi. À, em. Đây, có em gái đang chiên ở đây này. Cái này là xài dầu mới luôn ha. Dầu mới hết. Dầu này là nhìn cái chảo đen vậy thôi nhưng mà dầu là dầu mới các bạn nha. Không phải dầu cũ đâu. Cái này là chảo gang. Dầu gang. Chảo gang với một phần nữa là mình có bột ráo á. À. Cái xong nhìn ở dưới nó hơi đen đen á. Ừ. Tại vì nó gặp nhiệt độ nó sẽ đen mà. Ừ. Này là hai anh em hả? Vợ chồng á. À vợ chồng hả? À. Hai vợ chồng bán. Dạ. À. Dầu trong bánh hiểu ra là dầu trắng. À đó. Cái này là ca ré này nên là nó sẽ nở ra này. Nó nở ra là thấy luôn nè. Đây hai vợ chồng anh Vĩ bán các bạn. Chồng làm vợ chiên. Cái này buổi chiều mấy em học sinh đi về á nhỉ, ngang qua đói bụng rồi vô đây mua bánh ăn. 3 giờ mấy giờ mới có 3 giờ mấy. Giờ mà học sinh tan học. Học sinh tan học á. Mấy món này là món ăn gọi là tuổi thơ của rất là nhiều người luôn á. Món ăn tuổi thơ. Cứ đói đói ra làm cái bánh. Bây giờ thì bán lại dài, giờ cũng chưa nắng các bạn, bán lại dài. Chiều mới đông. Này không chiên được nhiều à? Mấy lần chiên được con 5 cái. À, chạy em chiên ít, chiên từ từ ha. Tại chưa khách đông á. À khách đông mới chiên nhiều á. À. Bánh nó nóng. Ừ. Nhiều quá bánh nó xấu. À chiên nhiều quá bánh nó xấu. Thì nó không có được nóng nhiều. À. Cái nào khách đông thì mình mới chiên nhiều. Một lần. Giờ tầm 4 máy bắt đầu mình cảm giác mà mình nó đông lên một cái là mình chiên nhiều nhiều lên là bánh. Ừ. Còn giờ thì mình chiên từ từ. Giờ chiên từ từ làm từ từ. Nó không nóng. Nóng thì nó cũng ấm ấm. Ừ. Đó, ra cái bánh rất là đẹp các bạn ạ, vàng ươm mà.
À. Đây anh Vĩ đang làm cái món bánh tiêu nhân sầu riêng các bạn này. Sầu riêng này là đã gọi là dạ, có pha gì không anh? Sầu riêng nguyên chất luôn hả? Ở nhà mình mua trái về cái mình nạo thật ra bắt đầu bỏ vô máy xay á. Dạ. À, sầu riêng tươi luôn á. Sầu riêng tươi. À, mua một trái về xong mình tự nạo ra mình tự làm luôn. Đúng rồi. Sầu riêng rất là mắc tiền á. À, mình ở đây mua là khách quen á. Dạ. Cái này có gì có vẻ là dễ làm hơn, nó như kiểu cái bánh xếp á nhỉ? Đúng rồi. À. Nó cũng tự độ cái kiểu bánh xếp. Dạ, cái kiểu bánh xếp á. Bánh tiêu nhân sầu riêng. À. Bánh tiêu sầu riêng. Bánh tiêu sầu riêng hả? Đúng rồi. Cái này nè. Lấy hai cái. Hai sầu riêng. Anh lấy em cái em ăn thử ngay tại chỗ. Rồi. Ủa mà cái bánh nhân thật cái này hả? Bánh bao. Củ sáng là theo trứng cút. Bánh bao cà dế hột gà bơ sữa. Cô bên đây bán gì vậy? À, bánh cuốn. Bánh cuốn. À, okay. Đây, ăn cho nóng các bạn này. Hai bánh trứng, hai sầu riêng. Rất là thơm quá. Ba bánh trứng không? Ba bánh trứng. Hai sầu riêng. Hai sầu riêng. Rồi còn lấy gì nữa không? Với lại một cái này, một cái bánh trứng 13 ngàn. Một cái bánh bao thịt. Sầu riêng tươi luôn các bạn nha. Ăn rất là thơm. Thơm mà nó béo béo. Cái này nó nóng vậy em nhỉ? Rồi, nóng nóng đó. Đưa lại chỗ. 30 với 39, 69. Rất là ngon. Thơm á. Ở đây tụi em mà bán những bánh bao chiên thịt, bánh bao với bánh tiêu sầu riêng. À. Nhiêu á? 69. Vừa làm vừa bán. Ngon lắm, dễ ăn. Nó không có ngọt là ngọt quá. Hơi hơi ngọt ngọt. Tiếp tục là bánh tiêu vậy? Bánh tiêu sầu riêng. Rất là ngon các bạn. Sầu riêng ăn nó thơm mà nó... Cái này không có bỏ đường thêm đúng không anh? Không. Nó là nguyên chất của nó. YouTube với lại Facebook.
Đấy, kế bên cái xe bánh tiêu bánh quẩy là có một cái gọi là cái cũng là mọi gọi là cái xe đi, cái gọi cái xe cái bàn bà bán bánh cuốn, bánh cuốn trứng ba mươi k, cuốn trứng ba mươi k, có bà với chị gái bánh cuốn trứng ba mươi k. Bây giờ là anh làm liên tục. Cái vỏ này ăn luôn được luôn anh? Dạ. Cái này là ăn được luôn đúng không? Ăn được luôn. Em nhìn cái này. Bánh làm rất là đẹp các bạn nhé. Đẹp lắm. Cách đi ngang qua là cái tiện vô là mua đó. Món ăn chống đói. Hôm nay Sài Gòn nắng tầm 34-35 độ quá, rất là nắng. Nhà mình gần đây không anh? À, nhà em quận 8. Đến quận 8 à? À, đi qua đây bán. Ngày phải cốc á. Dạ. Dạ. Rồi ta quẩy 5k một cái. Lâu lâu quay mấy món đường khố đơn giản để gửi đến các bạn. Món này nhìn này đơn giản thôi nhưng mà làm thì không đơn giản đấy các bạn nhé. Ý cốm này là cốm gì vậy? Cốm ngò. Cốm ngò à? Cốm ngò. Cốm ở nhà tôi làm luôn. À, nhà anh chưa làm luôn hả? Ồ, em lại tưởng cái này lấy chứ. Cốm này nhà tôi làm. Đây có bánh ngò. Cốm này là cốm giống kiểu của người Hoa không anh? Đúng rồi. À, như vậy. Em bán đầu năm thì em lên mình vô bán đó. À. Chỗ Thủ Dầu Một á. À. Đầu năm lên em bán ở chùa Bà hả? Đúng rồi. À. Nghe của bà nhiều rồi mà chưa có dịp đi lần nào. À, Tết hả? Tết mới vui hả? Những ngày thường không có vui hả? Rằm tháng giêng á, 15 á. À, rằm tháng. À. Rằm tháng giêng là mới vui phải không? Anh lấy em ăn thử cái bánh trứng cầm. Được. Ăn luôn. Cầm cho tay ăn luôn trên. À, nó có cái lớp mà anh bóc em ấy. Tay cầm ăn luôn. Ăn thử cái. Cái này là cá dế hả? Trứng gà. Trứng gà hả? Đúng rồi. Cá dế á. Cái này ăn cay được. Ăn cay được hả? Cá dế này nó chiên. Vỏ này nướng. Cái này cái vỏ ăn được luôn, tưởng cái vỏ không ăn được chứ. Rồi, mình thấy nó giống đó. Cái chén. Ăn nó thơm kìa. Ăn nó thơm.
cơm mà nó béo kìa. À. Cái vỏ nó giòn không? Vỏ màu vàng nó giòn. Rồi nướng hai loại. Có người thích ăn mềm ăn giòn. Anh ấy hay à hả? Với anh á. Mình chơi. Như bánh như ăn bánh 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 thảo ấy hả? Cái trứng nó không có bị ngán mà nhá, nó hơi còn ngọt. Quay luôn cái xe bánh cuốn này các bạn xem luôn nhé. Người vừa mới dọn nhà này. Cuốn trứng. Anh em cứ tưởng là nó ngọt nhưng mà nó không có ngọt, nó vừa vừa thôi ha, hơi nhẹ nhẹ thôi, không có bỏ. Tại giờ làm vừa cho người ta, nhiều khi người ta tủ đồ người ta sợ ăn ngọt á, mình làm mới vừa ăn, làm vừa ăn đúng rồi, chứ ngọt quá thì người ta sợ. Đúng rồi, nhưng mà bánh ăn rất là vừa. Bây giờ không thích ăn ngọt nữa. Đây cũng có món bánh cuốn hấp dẫn các bạn nha. Đến đây các bạn ăn bánh tiêu này kia và có bánh cuốn ở đây này. Bánh cuốn này chị làm cũng rất là hấp dẫn này. Làm sạch sẽ các bạn này. Bây giờ thấy giờ chị dọn hàng ra này. Quay chia sẻ với các bạn luôn này. Món ăn đường phố chung là rất là nhiều món hấp dẫn. Mình bán từ mấy giờ chị? Dạ bán từ 4 giờ, 3 rưỡi 4 giờ tới. À 3 dưới 4 giờ đến 10 dưới nghỉ. Ngày nào cũng bán hả chị? À, đây bán được lâu chưa chị? Chị em bán mười mấy năm rồi. À, chị gái bán mười mấy năm rồi. Thì
bây giờ là chị bán. Cái này cũng là cái nhân theo kiểu người Hoa hả chị? Nhân kiểu miền Nam đúng không? Nhân củ sắn này, có thịt bằm này, đó, rồi trong này bánh bèo, à cái gì? Nấm mèo, củ sắn, thịt bằm, nấm mèo. Một phần là bao nhiêu chị? 25 ngàn, chị bán giá bình dân các bạn nha, 25 ngàn một phần. Đầy đủ là 30. Đó, chị làm rất là sạch sẽ các bạn. Bán vỉa hè nhưng mà làm sạch sẽ, bánh nóng luôn. Một phần vậy là mấy cái này chị? Hai cái. Hai cái với hai miếng chả. Ở đây có chả này, giả với nem này ha. Có nem, có chả các bạn này. Dạ. Bây giờ chị đang tráng trước để lát nữa có khách rồi chị bán thôi. Này là bột là xay từ nhà đem lên đây. Dạ, bột xay từ nhà. Ồ, bánh nóng hấp dẫn quá à. Chị cứ làm sẵn như vậy là lát nữa có khách đến mua thôi, đỡ phải đợi. Dạ, làm 3 hộp. Dạ. Món ăn đường phố rất nhiều món. Phố nóng hơi bị hấp dẫn. Nhìn làm rất là đẹp. Lâu lâu đi quay mấy món gọi là đơn giản này gửi đến các bạn. Làm trước 3 hộp, lát nữa có khách làm tiếp. Phần này là 25, có rau không vậy? Dạ, có rau giá luôn đúng không? Rau giá đầy đủ. Cái này là bánh tiêu lớn các bạn này, bánh tiêu có cái muối gia vị này. Chiên xong nó nở ra này đẹp các bạn này, này cái bánh này. Chiên cái này phải chở liên tục, nó cháy. Mới chiên vèo cái mà dầu nó đen rồi ha, nhanh đen lắm, cái này là nhanh đen dầu lắm. Bây giờ làm mà nhiều mẻ bánh á, là giờ đèn dầu nó đen này. Đúng rồi. Dầu mỗi ngày phải mỗi thân.
Đây bây giờ đang làm một bánh bánh xếp các bạn. Đúng rồi. Nãy giờ là chưa có bánh xếp, bây giờ mới làm này. Xếp nó nhân giống bánh bao. Nhân thì giống bánh bao. Nó nhân nó nhiều hơn, nó hai trứng. Nhân nhiều hơn và được hai trứng. Cái loại bánh xếp nó vỏ nó giòn. À. Bánh bao thì vỏ nó mềm. Bánh xếp giá sao anh? Xếp thì 16 ngàn. 16 ngàn cái. Nhân nhiều. Bánh thang giò, bánh thang mềm, bánh thang mềm này bánh bao, bánh thang giò này bánh xếp. Đây là hai trứng cốt ha. Đúng rồi. Xếp to hơn ha. Đúng rồi. Nên nó nhiều to. Nhưng nó nhiều hơn. Mày nhiều chỗ gọi là bánh quay vạc ha. Bánh quay vạc cũng có luôn. Quay vạc. Quắc thì hay gọi là bánh bao tai xô. Bánh bao tai xô hả? Ba tai xô. Ba tay xô hả? Ba tay xô. Là sao? Ba tay xô. Ba tay xô. Nghe vẫn chưa hiểu lắm. Người bác hay gọi ba tay xô. Ba tay xô. Chỉ như bánh xếp á. À. Vậy thì kêu bánh xếp, bánh quay vạc. Ở đây kêu bánh xếp quay vạc. Việt Nam thì kêu là bánh, bánh xếp, bánh quay vạc. Hỏi thì mấy chị nói là mấy chị ở Bắc. Đó, thì em anh làm cái gọi là cái... Làm cái giống kiểu cái hoa văn. Giống như cái quay á. Kiểu bánh sầu riêng. À. Ở này có thêm cái hoa văn, ở đây cái hoa hoa cái đi mê này ra. Cái là đầu này. Ghé lên cho con. Giáp màn nhất con. Ờ đi đi ra. Siêu bao giờ giáp màn. Dạ giáp màn. Có cái ghé bao giờ siêu bao. Ờ. Mũ giờ đó con á. Mũ giờ đó con. Chứ coi đầu này nha, cái ghé cái siêu. Mày nha. Bài lại con coi nha. À. Giá con siêu, giá con cái ghé đi đi nè. Giá cái đầu này. À giá cái đầu này, giá con siêu quá. Rồi rồi. Rồi. Ở nhà mình là bánh gì cũng làm được. Đầy đủ hết các loại bánh. Đầy đủ hết. Đây chủ yếu làm lấy công làm lời. Dạ. Có việc làm là với lại là mình không phải đi làm công là được hạnh phúc rồi. Mà nhiều người làm này giàu lắm ấy. Bán là... à. Bán cái này vậy thôi mà nhìn giàu lắm đấy. Dạ. Ngày bán cả ngàn bánh chứ đầy đủ hết các loại bánh. Giờ giá cả cái gì nó cũng mắc. Dạ. Cái gì nó cũng lên giá. À. Mỗi ngày đi mua bột giá mỗi tháng. Em cũng có ông anh làm nghề này này. Ông bán dưới quận 4 á. Mua nhà Sài Gòn luôn đấy. À. Thì bà mua nhà cho em á. Anh chị là có nhà rồi thì đó. Nhà thuê. Nhà thuê hả? Thế này không chị? Đó, làm cái bánh rất là đẹp các bạn. Bây giờ buổi chiều bắt đầu khách bắt đầu đông á. Bắt đầu bây giờ bán đông.
Các bạn đi ngay góc ngã tư đường Trần Quý với lại Hà Tôn Quyền các bạn nhé. Các bạn đến đây mua bánh tiêu, bánh quẩy thì có thể ăn thêm bánh cuốn này. Đây là đây là có hai món luôn, quay hai món này các bạn xem luôn. Rồi, video của Kiên cũng xin được kết thúc ở đây các bạn nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở trong những video sau. Chúc quý vị các bạn xem video vui vẻ và đừng quên hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng, dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.